Tại vòng chung kết hội thi duyên dáng miệt vườn thành phố Thuận An năm 2023 diễn ra tối qua, các thí sinh đã tranh tài sôi nổi các phần thi trình diễn áo bà ba, trình diễn áo dài, trình diễn theo nhóm với trang phục áo bà ba, trang phục áo dài và thi ứng xử hùng biện. Kết quả, trường tiểu học Phan Chu Trinh đã xuất sắc đoạt giải nhất tập thể. Giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Phan Thị Minh Nga, sinh năm 1994, trường tiểu học Phan Chu Trinh. Giải nhất bảng B thuộc về thí sinh Phạm Thị Ngân, sinh năm 1982, trường trung học cơ sở Phú Long. Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, giải ba, giải khuyến khích, các giải phụ cho các cá nhân và tập thể có thành tích cao. Hội thi Hương sắc miệt vườn nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Lái thiêu mùa trái chín năm 2023, qua đó nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần định hướng giáo dục chân thiện mỹ trong thời đại ngày nay, đồng thời tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nói chung và người thiếu nữ miệt vườn ở Thuận An nói riêng.